Tử vi tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn, thành công, làm công việc gì thì cũng được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Đặc biệt đó là con cái tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Thế nhưng xét lại, những mong ước bình thường đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta không ạ? Bởi vì đôi khi có những gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai. Cũng có những gia đình kinh tế thì lại rất dư giả nhưng mà lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Vâng, và thưa quý vị, thiết nghĩ thì đó cũng là một chuyện bình thường trong kiếp sống nhân sinh, đúng không thưa quý vị? Trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 2 âm lịch ngày hôm nay thì những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát chúng tôi muốn chia sẻ đối với quý vị và các bạn về tử vi của những gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 2 âm lịch. Trong tháng 2 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc và vận hạn của những người tuổi Dần này sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho, ban phát tài lộc hay không? Và đặc biệt, trên con đường công danh sự nghiệp trong tháng 2 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn trắc trở như thế nào? Sức khỏe, tình duyên thì có những chuyển biến ra sao trong tháng 2 âm lịch năm 2022? Vâng, và để nắm rõ những điều này, vận trình của mình như thế nào thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 có mệnh thành đầu thổ, tính cách có phần cao ngạo, cực kỳ tự tin, cũng có nhiều khát khao và lý tưởng cao xa. Họ có tham vọng gây dựng sự nghiệp lớn lao, giành địa vị cao trong xã hội và được nhiều người nể trọng. Nên kiểm soát bản thân, đừng quá tham lam kẻo tự hại chính mình. Người này bản chất lương thiện, giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ mọi người. Với bạn bè, họ là người đáng tin cậy và là chỗ dựa cho bạn mỗi khi cần. Là người khẳng khái giúp đỡ người khác hoàn toàn xuất phát từ trái tim, không cần báo đáp. Song họ có nhân duyên tốt đẹp, từ đó kết giao được những người bạn đáng quý. Họ có niềm yêu thích với các vấn đề huyền bí hoặc có liên quan đến triết học. Nếu bỏ thời gian và công sức tìm hiểu thì rất có thể sau này sẽ có thành quả bất ngờ. Trong công việc, họ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao, song cần nhạy bén nắm bắt cơ hội để có nhiều không gian phát triển năng lực hơn nữa và thu được kết quả ngoài mong đợi. Nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu tìm tòi thêm kiến thức mới, nâng cao năng lực bản thân, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự thăng tiến sau này. Xem tử vi tháng Quý Mão năm 2022, các bạn Mậu Dần đa phần đều đã rời khỏi ghế nhà trường, bắt đầu cuộc sống tự lập. Tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, hai bạn có thể sẽ phải yêu xa nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa cả hai có là bao xa, chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Xét về thiên can, Mậu Dương Thổ gặp Quý Âm Thủy nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần phải khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm 2022, cuộc sống tuổi Mậu Dần có khá nhiều biến động, gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần phải học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn đang đi học, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính, tránh tình trạng bỏ bê, lơ là học tập, nếu không thì dễ phải thi lại, học lại hoặc bị kiểm điểm khiển trách. Với những bạn đã bắt đầu đi làm thì đây chính là thời điểm để bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp.
năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Mậu Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tuổi Dần cho thấy, gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi bạn vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ của người lớn trong nhà. Tuy nhiên, bạn cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc thực tập hoặc làm thêm. Mức lương ban đầu thường không cao, nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với những bạn đã đi làm thì tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, tuy nhiên cũng cần phải chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ, như vậy mới có đủ tinh thần và sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần phải tránh những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các quý gia chủ tuổi Mậu Dần 1998 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú cũng như là xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Mậu Dần để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên, bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải là vấn đề quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ với con cái hoặc giữa anh chị em trong nhà khiến bạn sẽ phải phiền lòng giải quyết. Cần phải học cách lắng nghe ý kiến của người khác, không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều theo lòng của mình, kẻo khó được an ổn về tinh thần. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, tháng Quý Mão. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp tốt, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức ngày 8 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 2 năm 2022, tức ngày 20 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mậu Dần trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 9 tháng 2 năm 2022, tức ngày 11 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 23 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy gia cát về tử vi của tuổi Mậu Dần 1998 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Dần, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.